Trước thông tin nhu cầu mua xăng dầu của người dân thành phố Hà Nội dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tăng cao, dễ dẫn đến tình trạng nhiều cây xăng đóng cửa găm hàng, Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa yêu cầu các đội quản lý thị trường tại quận huyện tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm dừng, ngưng hoạt động, đóng cửa, yêu cầu phải đo bồn bể để xác định lượng hàng tồn kho, đồng thời xác minh làm rõ cụ thể lý do, nguyên nhân tạm dừng, ngưng hoạt động, tiến hành xử lý nếu phát hiện hành vi vi phạm. Giao đội quản lý thị trường số 17 chủ động nắm bắt thông tin giá cả, diễn biến thị trường và tình hình xăng dầu, qua đó tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Cùng với đó, tổ chức ứng trực đảm bảo 100% quân số để phục vụ giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, theo dõi thông tin phản ánh của người dân. Vào thời điểm này, tại nhiều địa phương, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã và đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho người được đặc xá trong dịp mùng 2 tháng 9. Việc được cấp trả căn cước công dân ngay trong chính ngày nhận quyết định đặc xá sẽ góp phần nhân đôi niềm vui cho các phạm nhân, bởi đó cũng là ngày họ được có lại quyền công dân, được pháp luật công nhận. Buổi thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động tại trạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội. Cùng với niềm vui chờ ngày đặc xá, thì ngày hôm nay, những người phạm nhân tại đây đã được tạo điều kiện cấp giấy tờ tùy thân khi tới đây, được trở thành công dân tự do. Được cán bộ cung cấp cho làm căn cước công dân gắn chip thì chúng em cảm thấy rất là vui. Vì vừa tháng vừa rồi thì được nhận tin là quyết định đặc xá, em cảm thấy là nhà đảng và nhà nước rất là quan tâm đến chúng em. Trong buổi làm căn cước công dân này thì tôi thấy là cán bộ hướng dẫn rất là nhiệt tình và cái thủ tục làm việc thì cũng rất là nhanh gọn. Trước đây thì để làm căn cước công dân thì thủ tục nó rườm rà và lâu hơn, nhưng mà thủ tục ngày hôm nay thì rất là nhanh gọn. Hiện các đơn vị cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức phân công, bố trí lực lượng, phương tiện thiết bị đi thu nhận, cấp căn cước công dân tại 12 cơ sở trại giam, trại tạm giam và nhà giam giữ. Thống kê, sẽ có gần 200 trường hợp sẽ được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trong đợt này. Trước đó, nhằm đảm bảo tính chính xác, công tác rà soát thu thập dữ liệu căn cước công dân đối với từng trường hợp phạm nhân cũng đã được tiến hành, đồng thời cập nhật, bổ sung trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với trại tạm giam số 1 rà soát khớp dữ liệu dân cư của phạm nhân để tổ chức cấp căn cước công dân gắn chip tại trại tạm giam số 1. Trong quy trình chúng tôi cấp căn cước công dân gắn chip luôn đảm bảo cấp đúng theo trình tự quy trình của pháp luật. Tổ chức tuyên truyền phổ biến cho cán bộ chiến sĩ để phổ biến quán triệt đến từng phạm nhân về cái ý nghĩa tầm quan trọng của cái việc cấp căn cước công dân gắn chip. Thế thì đến ngày hôm nay thì phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm thì cũng đã tổ chức phổ biến quán triệt và tập trung phạm số được đặc xá để làm cái trình tự thủ tục cấp căn cước công dân. Thì trong quá trình mà phổ biến quán triệt thì phạm nhân cũng có cái là nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của việc cấp căn cước công dân để đảm bảo những cái tiện ích sau này về nơi cư trú, tái hòa cộng đồng, đảm bảo các quy định pháp luật. Tất cả những trường hợp được thu nhận hồ sơ sẽ được lực lượng công an trao căn cước công dân đúng vào ngày làm thủ tục đặc xá tha tù trước thời hạn nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 2022. Từ sáng sớm nay tại các trại giam trên cả nước, hơn 2.400 phạm nhân đặc xá đã trở về đoàn tụ với gia đình. Nhiều giọt nước mắt đã rơi bên ngoài cổng các trại giam cùng với mong muốn người được đặc xá sẽ được tạo thêm các điều kiện thuận lợi để sớm tái hòa nhập cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi đã được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước về chính sách đặc xá và được đặc xá năm 2022. Thì chúng tôi rất vui mừng, rất biết ơn Đảng và Nhà nước. Tôi xin hứa sau khi ra trại giam, tôi sẽ làm một người công dân tốt, sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tiếp tục để thực sự là một người công dân tốt. Sau khi vi phạm pháp luật thì tôi cũng nhận thấy hành vi phạm tội của mình là sai trái. Và trong quá trình chấp hành án tại trại giam Vĩnh Quang thì tôi luôn chấp hành nghiêm túc nội quy cơ sở giam giữ và chấp hành tốt 6 tiêu chí xếp loại thi đua trong lao động cải tạo. Và đã được tập thể đội cũng như hội đồng cán bộ xét và đề nghị đặc xá năm 2022. Thì tôi cảm thấy là rất vui mừng và hạnh phúc khi được hưởng cái chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho tôi có cơ hội được trở về tái hòa nhập với cộng đồng. Đây chỉ là hai trong hơn 2.400 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam trên khắp cả nước được đặc xá theo quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.
trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại trại giam Vĩnh Quang. Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương nhấn mạnh, đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của một quá trình phục thiện. Đề nghị các địa phương và các gia đình mở rộng vòng tay nhân ái để mỗi phạm nhân trở về thật sự là một người có ích cho xã hội. Đối với cấp ủy và chính quyền các địa phương, tôi đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49 năm 2020 của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong phạt án tù, trong đó có những người được hưởng đặc xá. Đề nghị các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình không kỳ thị mà phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. Những năm qua đã có hàng chục nghìn phạm nhân được đặc xá. Sự trở về của mỗi phạm nhân trong vòng tay của người thân đã góp phần cảm hóa và tỷ lệ tái phạm tội dường như không có. Rất là phấn khởi là nhà nước đã đặc xá cho để rút ngắn thời gian lại để cho em được về sớm để hòa đồng với mọi người. Chỉ mong như cháu là nó trải qua như thế này rồi về thì nó không bao giờ nó vi phạm nữa, nó quá làm ăn. Sau 8 năm lập thẩm định phê duyệt dự án và 2 năm triển khai thi công, sáng nay cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã chính thức khánh thành đưa vào khai thác. Tuyến cao tốc này có tổng chiều dài hơn 80 km, tốc độ thiết kế 120 km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới thành phố Móng Cái chỉ còn 3 giờ, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Quảng Ninh cũng như toàn bộ vùng đồng bằng sông Hồng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm từ dự án này, đặc biệt là tinh thần lấy vốn nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội. Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có tổng vốn đầu tư gần 12.770 tỷ đồng và được thi công thần tốc trong 2 năm sau khi giải phóng xong mặt bằng. Dự án gồm 2 dự án thành phần, gồm tuyến Vân Đồn - Tiên Yên dài 16 km với tổng mức đầu tư hơn 3.650 tỷ đồng bằng vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh, tuyến Tiên Yên - Móng Cái dài 64 km với tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng. Được đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Công trình hoàn thành đã kết nối đồng bộ với cao tốc Vân Đồn, Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam với chiều dài gần 600 km. Đây cũng là tuyến cao tốc kết nối hệ thống cảng biển, cảng hàng không, các khu du lịch, danh lam thắng cảnh của tỉnh Quảng Ninh, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, tham quan du lịch, thu hút đầu tư đến Quảng Ninh. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng, tạo động lực không gian phát triển mới, nguồn lực mới cho Quảng Ninh cũng như vùng đồng bằng sông Hồng, tạo tăng trưởng cho địa phương, thu nhập cho người dân, phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu đầu tư công. Đặc biệt, dự án này là biểu hiện của sự thành công trong hợp tác công tư PPP với tinh thần lấy vốn nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội. Đẩy mạnh hơn nữa cái hợp tác công tư phát triển hạ tầng giao thông là rất quan trọng trong lúc này. Tôi hay nói là lấy đầu tư công và dẫn dắt cái đầu tư tư kích hoạt mọi cái nguồn lực trong xã hội và trong nhân dân để chúng ta làm. Và đây là một cái minh chứng, toàn cái tuyến 176 km như thế mà nguồn lực nhà nước của địa phương là chỉ có 35,5% thôi. Thủ tướng cũng khẳng định mô hình cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã góp phần nâng cao năng lực quản lý của địa phương khi Trung ương mạnh dạn phân cấp, phân quyền để địa phương quản lý các dự án trọng điểm. Đây cũng là bài học để các địa phương phát huy tính tự lực, tự cường của chính mình để thực hiện những dự án lớn, hiệu quả trong thời gian tới.